Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Tích Lan. Kính thưa sư cô Huệ Minh cùng toàn thể nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên là chúng con xin được thành kính tri ân thượng tọa trụ trì tại chùa Tích Lan duyên lành cho cộng đồng Phật tử Việt Nam có điều kiện để sinh hoạt tu học tại nơi này. Kính cảm ơn tại các nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có chuyến hoằng pháp ở tại Canada nói chung và tại vùng Toronto này nói riêng. Kính nguyện hồng ơn chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia đình luôn an vui khỏe mạnh và thành công trên xứ người. A Di Đà Phật. Thì tôi có duyên để được hai lần sang Canada. Và lần trước thì tôi cũng được mời qua Toronto này, nhưng mà không có xếp cái chương trình được, cho nên là tôi hứa là sau này có duyên trở lại Canada thì tôi sẽ qua Toronto thăm các vị. Tôi đến những cái đất nước như thế này mà tôi thấy các Phật tử của cộng đồng chúng ta còn nhớ đến các cái giá trị truyền thống đạo đức, và trong đó là niềm tin Phật Pháp, mà còn được là vô cùng quý. Như lời của sư cô Huệ Minh giới thiệu nãy đó, nói các vị rất là đói Pháp. Nhưng mà nói không biết có phải gì không? Ai có đói không? Đói thiệt không? Hả? Đâu ai đói đâu, đưa tay thử lên đây. Cảm ơn các vị. Những người đưa tay mà một hồi ngủ gục là tôi xuống là tôi tính sổ nha. Đói Pháp quá mà nói là đói quá, mệt nên ra ngủ luôn đây. Xin thưa các vị, phải nói là những cái đất nước như thế này mà các vị tu học, mà tôi nói là quý đó, thật sự mà nói là đây là cái lời trong kinh Đức Phật nói, chứ không phải riêng tôi. Phải nói trong 20 điều khó mà Đức Phật đã nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, trong đó có một điều là hào quý học đạo nan, tức là giàu có đầy đủ học đạo rất là khó. Các vị trả lời được vì sao mà nó khó không? Hả? Giàu có học đạo khó là vì sao? Hả? À, sung sướng quá, cũng chưa nữa. Còn gì nữa không? Ừ? Bon chen à, cũng chưa nữa. Có gì không? Xin thưa các vị, trên thế giới này có nhiều người tỷ phú học đạo không? Có không? Có. Như vậy thì các vị thấy rằng á, Đức Phật nói khó nhưng không có nghĩa là không được, chỉ khó thôi. Vì sao vậy? Các vị biết rằng khi mà chúng ta có đầy đủ điều kiện quá đó, cái động cơ để giúp chúng ta học đạo á, nó không có. Chết thử sắp chết rồi đem đạo tới rồi theo liền không? À, đúng không? À, có phải không? À, hay là một bệnh nặng gì đó xảy ra nằm trong bệnh viện cái à, lúc đó cần học đạo không? Hay là lúc mà gia đình chúng ta có biến cố, khổ đau, hoặc chia tay, hoặc là công ăn việc làm chúng ta sẽ gặp trở ngại, hoặc là nhà băng sắp mà kéo nhà chúng ta rồi. Lúc đó hoàn cảnh thì khó khăn mà tâm nguyện học đạo lại mãnh liệt. Các vị nên nhớ là như vậy. Vậy thì chúng ta có thể hiểu vì sao Đức Phật nói trong đó. Đức Phật nói giàu học đạo khó, có nghĩa là cái động cơ để kích phát tâm bồ đề, để hướng về con đường giác ngộ, nó không có. Vì vậy nếu một người mà như chúng ta như thế này, có điều kiện sống một cách ổn định, nhưng chúng ta dựa vào lời Phật dạy, chúng ta biết nhìn nhận quán chiếu tư duy về tất cả mọi lẽ thật trong cuộc đời, và chúng ta sẽ kích phát được tâm bồ đề chúng ta, thì động cơ học đạo các vị sẽ có. Như vậy ở trong đây tôi nghĩ rằng là đa phần chúng ta ở bên đây là người có cuộc sống tốt hết á. Ở bên đây cơ bản nhất là người ta nói là miễn không lười biếng thôi thì ai cũng sẽ có xe, có nhà, có cuộc sống, đồ này kia nọ, mọi thứ giống nhau. À, như vừa rồi tôi qua Úc, tôi giảng pháp bên bển thì một số vị nói câu cũng rất là tự hào, thầy xứ này là không bao giờ đói chết, nhưng mà chết vì no. Nghe câu thì nghe như chảnh chảnh vậy đó, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Tại ăn quá dễ chết chứ không có gì. Sự thật rằng điều kiện ăn rất là đầy đủ. Tôi phải nói là như các vị, tôi đến một gia đình Phật tử
tôi nói chuyện với họ đó, họ nói là gia đình con là ăn kiêng lắm thầy ơi, này kia sợ sợ lắm. Nhưng mà các vị biết là từ đầu bàn tới cuối bàn, từ trong tất cả ngõ ngách tôi thấy chỗ nào không có đồ ăn hết đó. Thiệt mình là như vậy. Nếu tôi mà nghĩ giống vài chục năm về trước, mà cái thời kì mà tôi còn, nói chung là còn chung là thèm ăn đủ thứ đó, tôi nghĩ mà mình rơi vào cái đó giống như là chuột sa hũ nếp vậy đó. Cho nên là một cái thời mà mình cảm thấy rằng mình thiếu thốn đủ thứ, một trái nho, một trái lê mà mình ăn được một miếng thôi, mình xem đó là những cái món mà gọi là xa xỉ trong cuộc đời của mình. Một trái thanh long ngày nay nó quá tầm thường, thậm chí con nít không thèm ăn. Nhưng mà sự thật với các vị, thời của tôi, một miếng thanh long, trái thanh long cắt làm 20 phần hay là 10 phần như vậy, ăn có một tí tẹo bằng ngón tay vậy thôi mà mình cảm thấy như ăn vàng. Nó quý báu mà nó ngon, mà nó sống như một món của lạ gì đó. Cái này là vua ăn chứ không phải là tới mình. Chứ không phải như bây giờ những đứa trẻ không thèm ăn. Tôi thấy bơm, lê, nho rồi bây giờ, thật sự mà nói mấy giới trẻ nó nhìn rất là tầm thường. Phải nói là vậy, trong mắt của nó là rất là tầm thường. Mà trong cái thời của tôi cái đó là không bao giờ nhìn thấy. Còn cái thời đi tu học của tôi thì nó thật sự cái đó dường như để dành cho người lớn, cho các vị mà chức phận cao đồ này kia cái đó, thỉnh thoảng thì mới có những cái điều như vậy. Còn những cái điệu hầu này kia cái đó, quanh năm suốt tháng là chúng ta không có được những điều đó. Cho nên không phải là đại trà như bây giờ. Vậy thì cái thời xưa cũng không phải gì động cơ mà do thiếu thốn như vậy mà tôi đi tu. Cái lý do đi tu của tôi là các vị hình như biết nhiều rồi đúng không? Hả? Ai nghe các bài giảng của tôi thì nghe nhiều rồi, không dám lặp lại đâu. Chuyện nó có tốt lành gì nói lại hoài đúng không? Nhưng mà sự thật rằng là so sánh gì giữa cái cuộc sống của chúng ta hôm nay và quá khứ, thì chính các vị ở đất nước này, một cái hoàn cảnh cuộc sống quá ư là thuận tiện như thế này, nhưng mà làm sao các vị còn cái duyên để mặc một chiếc áo tràng để về chùa trong những ngày cuối tuần để học đạo? Đây là điều mà tôi rất là hoan hỷ. Tôi nghĩ rằng những cái hoàn cảnh như thế này các vị sẽ buông trôi hết tất cả những giá trị truyền thống rất dễ dàng. Vì chúng ta đến một cái xứ sở này, nó có nhiều thứ để lôi kéo chúng ta. Trong đó có một cái thứ mạnh vô cùng quan trọng, đó là một niềm tín ngưỡng khác. Họ sẽ bẻ lái chúng ta theo cái tín ngưỡng của tôn giáo của họ. Và rất nhiều người trong một hoàn cảnh lỡ bước xa chân, hay là trong một hoàn cảnh không có cái nơi nương tựa về đời sống tinh thần, tâm linh, rất dễ dàng để bị thay đổi trong cái việc này. Và nhiều người cũng quay trở lại một cách hối hận, nhưng mà cái số lượng đó cũng một phần thôi. Bên cạnh đó, các vị nghĩ rằng các giá trị truyền thống ở xứ người nó cũng không làm được tích sự gì quan trọng. Và điều này có một bài giảng tại Pháp, tôi đã nói cho cộng đồng người Việt chúng ta ở Pháp, nhất là tôi gửi giới trẻ. Đa phần giới trẻ không có chịu học tiếng Việt, họ là những gia đình Việt Nam mà họ không biết tiếng Việt. Thì tôi có nói trong đó là, tôi nói là các con nên cố gắng học tiếng Việt. Không phải học tiếng Việt để tìm một công ăn việc làm của chúng ta trên đất Pháp, mà học tiếng Việt để cho người Pháp trân trọng ta, không có quên cội quên nguồn. Chúng ta có gốc có rễ, chúng ta còn có những cái giá trị truyền thống văn hóa mà người ta ngưỡng mộ. Chứ còn nếu mà chúng ta là người Việt, chúng ta thuần tiếng Pháp thì đối với họ quá thường. Chúng ta đã bị Pháp hóa, Tây hóa hết rồi, đâu có còn một cái ý nghĩa gì để họ trân trọng. Cho nên chúng ta biết cái một cái tiếng Việt không mang cái nghĩa là để chúng ta tìm được một công ăn việc làm trên đất nước Pháp, mà chúng ta biết tiếng Việt để chúng ta chứng minh nguồn gốc mình là người Việt Nam, tự hào về nguồn gốc của chúng ta, và chúng ta có những nét văn hóa rất riêng của mình mà không dễ dàng bị đồng hóa một cách trọn vẹn như vậy. Như vậy thì ở đó chúng ta mới có những cái để họ quý trọng. Còn chúng ta là người Việt Nam mà bị Pháp hóa, Tây hóa thì bình thường, đối với họ có gì đâu quan trọng. Thành ra khi tôi nói rằng cái người Việt chúng ta học tiếng Việt là vì chỗ đó. Cho nên có những người thực dụng quá, cho nên nghĩ tiếng Việt để làm gì, trong khi đất nước này xài tiếng Anh không, ví dụ vậy. Đâu có đi làm đâu ai hỏi mình tiếng Việt không đâu, đâu ai phỏng vấn tiếng Việt đâu, thế thế. Thì chúng ta mới nghĩ thực dụng như vậy, thành ra chúng ta mới bắt đầu là không có một cái chú ý. Nhưng mà chúng ta không biết phía sau nó là cái gì. Điều quan trọng nhất là chúng ta còn tồn tại ở những đất nước này, những cái giá trị văn hóa của chính chúng ta nó có ý nghĩa như thế nào. Vì vậy trong một cộng đồng người Việt của chúng ta, và nhất là những người của Đạo Phật,
Tôi thấy các vị là những người đạo Phật, các vị sẽ duy trì được giá trị này tốt hơn những người khác. Bởi vì trong truyền thống của đạo Phật dường như đầy đủ các giá trị văn hóa đạo đức của cái nền văn hóa của Việt Nam chúng ta. Để đi vô xứ người, tôi thấy rằng thậm chí những nơi không có chùa thì các vị vẫn là kiếm một cái gì đó, một gia đình Phật tử nào đó để tập hợp trở về vào những ngày cuối tuần để đọc kinh, để nghe pháp hay là này kia kia nọ đó. Thì cái này các vị làm cái những hình ảnh này quá đẹp. Và tôi nói chính vì vậy là những người Việt Nam chúng ta mới mang sứ mạng của đạo Phật đi khắp nơi trên thế giới. Tôi phải nói là như vậy. Nơi nào tôi thấy có người Việt là nơi đó có Phật giáo phát triển. Dù phát triển không có đồng bộ đi chăng nữa thì cái âm ba, cái giáo lý của Đức Phật và cái hình ảnh của Tăng Ni bắt đầu sẽ đến đó. Dù trong quá trình tôi hoằng pháp ở tại Vancouver vừa rồi, tôi đi đến một cái vùng là Green River. Các vị biết cái vùng này không? Cái vùng này nó gần Alaska. Tôi bay từ Vancouver xuống đó là khoảng 1.400 cây số. Đi một cái vùng đó khoảng có 500 cái người Việt của chúng ta ở đó thôi. Và vùng đó là đa phần là họ sống bằng nghề gì? Nghề chài lưới, câu cua, câu tôm rồi đó. Tức là họ sống bằng nghề mà gọi là đánh bắt thủy sản đó, biển thôi. Nhưng mà các vị thấy rằng họ vẫn có tâm nguyện học đạo. Dùng khoảng 500 người thôi mà khi tôi có mặt ở đó, họ đến nghe pháp trên 100 người. Như các vị thấy vậy, thấy cái tỷ lệ mà người ta đến để nghe pháp học đạo so với cái số dân của chúng ta ở đó là chiếm khoảng gì? Hơn 1/5. Hơn 1/5, như vậy là cái tỷ lệ này là quá cao đi chứ. Cho nên khi mà tôi đến vùng đó, tôi ngạc nhiên ngoài sự tưởng tượng của tôi. Phải nói rằng họ làm cho tôi xúc động và tôi trân trọng họ vô cùng. Và chính vì vậy tôi muốn góp phần thêm cho họ nhận thức, cho sự tu tập. Trong cái công ăn việc làm của họ như vậy mà vẫn hướng về Phật Pháp được, vẫn sống theo Phật Pháp được. Cho nên tôi mới hướng dẫn cho họ một cái bài giảng là sợ tội làm sao tu theo Phật á. Đây là cái bài giảng này tôi chia sẻ với các vị tại đó, để mà làm cho họ cởi mở hơn. Tại vì đôi khi họ mặc cảm về cuộc sống của họ là những công ăn việc làm của họ như vậy, họ sẽ những người giống như nghề sát sanh. Như vậy họ làm sao có thể sống và tu theo Phật được, trong khi năm giới của đạo Phật, giới sát sanh là đứng thứ mấy? Đứng đầu đó. Như vậy đây là giống như một rào cản hết sức lớn đối với những người sống bằng nghề biển. Vậy thì bây giờ đạo Phật làm sao để giúp cho họ vẫn bám nghề để tồn tại, để có chén cơm manh áo, nhưng mà họ vẫn học tu được? Và điều này Phật Pháp không có giới hạn. Tôi nói với các vị, Phật Pháp không giới hạn. Nhưng mà tại quan niệm cực đoan của chúng ta, quan niệm mà gọi là chấp thủ của chúng ta, đã vô tình chúng ta làm một hàng rào vô hình để ngăn cách với những cái người quần chúng mà có một cái đời sống bên ngoài nha, về liên hệ đến cả những cái mà cái nghề mà gọi là sát sinh như vậy, và nhiều ngành nghề khác nữa. Cho nên đây chúng ta thấy rằng không khéo chúng ta sẽ đẩy một bộ phận rất lớn của những người cộng đồng của chúng ta muốn học Phật mà bắt đầu tách rời Phật Pháp do cái quan niệm của chúng ta. Cho nên là tôi có giảng một bài giảng, tôi là học đạo để làm người tốt hơn. Trong đó tôi có nói một cái đoạn như thế này là cái ngày lễ Phật đản á, thì tôi mới nói với mấy cái chú trong chùa á, thì là treo băng rôn kính mừng Phật đản với lá cờ Phật giáo ở tất cả các gia đình. Tức là không riêng gì Phật giáo, nếu ai có nguyện vọng treo là mình cứ treo cho người ta để cái mừng ngày lễ chung. Những người buôn bán ở dưới chợ á, thì nếu họ có nhu cầu chúng ta vẫn treo. Thì trong cái phần mà treo đó dưới chợ gần cái tu viện tôi đó, thì có một cái người đó họ bán là bán thịt heo. Nhưng mà họ thấy người ta treo họ cũng thích. Và thật sự mà nói gia đình họ dù sao cũng là truyền thống đạo Phật. Nhưng mà ông này ông ấy cũng xin một tấm kính mừng Phật đản với một cái lá cờ Phật giáo ông treo. Thì các vị biết rằng ông ngày ông treo á, thì ông rất là hâm hở. Nhưng mà hôm sau ông cuốn lại ông trả cho mấy thầy. Mấy thầy mới hỏi ủa tại sao vậy. Nói trời ơi tôi treo cái này vô không biết mà bà nào nấy đi chợ gặp tôi cũng chửi hết trơn. Trời ơi cha bán thịt heo mà cha treo này tội chết nha cha à. Rồi bà nào cũng đợi cha bán thịt heo treo này tội chết nha cha. Cái bà nào cũng chửi ông. Nói thôi thôi con cuốn lại trả chùa à. Các vị thấy không? Như vậy các hành động của chúng ta, chúng ta cho trong sạch quá đạo Phật cách đó đúng hay sai? Đúng hay sai? Chúng ta tưởng tượng rằng là chúng ta đưa như vậy là để đề cao Phật giáo.
Nhưng mà chúng ta làm như vậy để đẩy một con người theo gì họ có một chút nào đó gieo nhân đối với Phật Pháp, lại cuối cùng cho họ tránh rời xa. Như vậy chính những quan niệm này chúng ta đã làm cho một bộ phận nào đó họ đã tách rời đạo Phật chúng ta. Đây là điều mà gọi là rất là đáng buồn. Đúng ra một đạo Phật từ bi phải có cái lòng bao dung độ lượng. Khi thấy người có tạo nghiệp sống bằng cái đời gọi là sát sinh như vậy đó, chúng ta phải còn nghĩ cách nhiều hơn để giúp cho họ đến với Phật Pháp. Cái này mới đúng. Còn chúng ta thấy như vậy, chúng ta bỏ rơi họ, ừ đồ sống đồ sát sinh nha, tội nha, sống tà mạng nó thôi, không chơi người này thế thế đấy. Như vậy cái giá trị nhập thế độ đời chúng ta mất rồi. Vì vậy các khi mà các vị học cái giáo pháp mà liên quan đến các cái giá trị tư tưởng của Đại Thừa, nó xuất phát từ những ý này nè. Mà tôi giảng một bài giảng là Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy tại Vancouver lần trước. Nếu các vị nào có duyên nghe lại bài này, các vị sẽ hiểu cái ý tôi nói. Cái tư tưởng quan trọng để giúp chúng ta cởi mở hơn để đưa Đạo Phật vào đời, và nhất là những Phật tử đang là. Nếu chúng ta cứ sống như một cái diện mà khuôn khổ 1+1=2, thì thật sự mà nói làm sao những cư sĩ Phật tử này có thể theo Phật được. Đời sống của các vị làm sao có thể mà giúp các vị được. Tôi nói thật với các vị, cái gì cái chứ đời sống của chúng ta, chén cơm manh áo vẫn là điều quan trọng nhất, quyết định cho mọi thứ nhất. Rồi sau đó mới đến đời sống tinh thần. Các vị suy nghĩ là có phải vậy không? Có phải chén cơm manh áo là điều quyết định tất cả mọi thứ không? Sau khi có chén cơm manh áo ổn định rồi, thì lúc đó đời sống tinh thần chúng ta mới bắt đầu hướng đến, bắt đầu cởi mở. Chúng ta không thể đói để đi nghe Tứ Diệu Đế được. Có thể chúng ta không thể là mất chớp mà không có công ăn việc làm mà để gọi là an phận đi ngồi thiền được. Chúng ta phải có công ăn việc làm, gia đình chúng ta tạm thời ổn định rồi, tức là có cuộc sống rồi, thì bắt đầu chúng ta mới có cái hướng đến con đường của Phật Pháp. Còn bằng không, chúng ta có hạt giống đó nhưng nó không thể nào có cái sự phát khởi được. Cho nên về thực tế nó vẫn là như vậy. Mặc dù giáo pháp là nó tuyệt vời như vậy đó, nhưng mà phải hiểu rằng cái nhu cầu của con người, của quần chúng, tôi chưa nói đến những người có cái tâm cầu đạo giải thoát, thà bỏ mạng cho con đường Phật Pháp, như các vị Bồ Tát hay là như Đức Phật của chúng ta. Cái này là một mảng quá tuyệt vời rồi. Nó không phải là cái mảng đang là của tất cả chúng ta. Ai đây có thể làm như Đức Phật được, đưa tay lên rồi. Hả? Hả? Nếu có thì tôi sẽ nói cái chuyện nó bỏ cơm bỏ áo đi, bỏ chồng bỏ vợ, cái chuyện đó dễ quá. Thật sự mà nói nó không phải là cái việc mà đang là của chúng ta. Đang là của chúng ta là gì? Tu làm sao mà có nhà đửa con im ấm, tu làm sao cho gia đình hạnh phúc hòa thuận an vui, phải không? Tu làm sao cho công ăn việc làm ổn định, tu làm sao cho có sức khỏe, phải không? Tu làm sao cho chồng vợ đừng có ngoại tình bậy bạ làm khổ con, có phải vậy không? Tu làm sao mình làm đây đó, một trong những người trong gia đình nó đừng đi casino, tiền bạc làm nhiễu gom quánh bài hết trơn, trời đau khổ lắm Phật ơi. Có phải chúng ta tu vậy không? Chứ có ai nói tôi tu để mai này giác ngộ thành Phật được không? Có không? Có ai có nguyện vọng đó không? Có là càng tốt, nhưng có nguyện vọng để đó thôi đúng không? Nhưng mà phải để đang xài. Nguyện vọng để già sắp chết con sẽ thực hiện. Xin thưa các vị, chúng ta là như vậy, sai không? Sai không? Hả? Cái những cái ý nghĩ mà vừa rồi tôi nói liệt nêu đó, các vị có sai không? Không. Nhưng nó bình thường, Đức Phật có nói hàng nào sai đâu. Điều quan trọng nhất chưa có lý tưởng, tuyệt vời thôi. Chứ còn trên cơ bản mong ước đó là chuyện bình thường. Cho nên để mà gọi là tôi chia sẻ như những vấn đề này với các vị, rồi các vị thấy rằng những mong ước đó chứa đạo Phật chúng ta, và đứng góc độ nào chúng ta nhìn về cái việc đó, và Đức Phật chúng ta có ban tặng được những điều mà chúng ta mơ ước đó không? Những điều mà chúng ta mơ ước đó Đức Phật có ban tặng được không? Được không? Người được, người không thì chúng cũng chưa biết câu trả lời thế nào ha. Người được, chắc là người nào mơ ước cầu cái được đó thì nói được. Còn người nào cầu hoài không được thì nói không. Thì để giải quyết vấn đề này, tôi xin chia sẻ với các vị một bài pháp thoại ngắn thôi. Chia sẻ là Đức Phật đã ban tặng gì cho chúng ta? A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, nếu các vị đã học Phật rồi, các vị thấy rằng Đức Phật đã ban tặng gì cho chúng ta? Hả?
Chúng ta đau khổ chúng ta có đi cầu nguyện không? Hả? Có. Ai cầu nguyện được thành tựu đâu các vị, đưa tay lên đây. 1, 2, 3. Cũng nhiều lắm ha. A Di Đà Phật. Vậy ai từng cầu nguyện rồi mà chưa được thành tựu đâu, đưa tay lên đây. Cũng có. Như vậy thì Đức Phật thương những nhóm người đưa tay, và Đức Phật ghét những người mà gọi là mới đưa tay. Câu hỏi thứ hai. Cái này có nghĩa rằng những người đó chắc là hố lộ Đức Phật hơi nhiều, phải không? Hả? Các vị cúng bằng cách nào để Đức Phật ban tặng cho các vị đúng như nguyện vọng vậy? Hả? Hả? Cái gì nhiều? Đọc kinh nhiều. Vậy là thấy mấy thầy ở chùa đọc kinh nhiều hết. Hả? Mấy thầy đọc kinh dữ lắm đó chứ. Như cô Minh này, cô đọc kinh dữ lắm đó, mà cô cần xây cái chùa cho tới nay mấy năm trời rồi chưa được. Không biết còn thiếu cái gì. Cô về cô kiểm tra lại, đọc hỏi cái cô nhiều mà được đó. Cô về cô hỏi cô đọc cách nào để tôi học với rồi tôi đọc đặng vài tháng sau, năm sau tôi có chùa coi. Xin thưa các vị, ở đây chúng ta đau khổ chúng ta sẽ đến Đức Phật cầu nguyện, điều đó sai không? Hả? Điều đó hoàn toàn bình thường. Đối với chúng ta, Đức Phật là nơi nương tựa tinh thần, đúng không? Cho nên á, chưa biết Đức Phật là cái gì, nhưng mà chúng ta khổ đau là chúng ta đến Phật ơi, con như vậy, vậy Phật độ con, giúp cho gia đình con, bản thân con, hay là công việc đó như thế. Trên cơ bản nhất, đối với niềm tin của chúng ta về mặt tín ngưỡng, không có gì là sai cả. Đức Phật cũng chưa bao giờ loại trừ cái chuyện đó. Trong cái quá trình mà du nhập và để phát triển đạo Phật, và nhất trong cộng đồng của người Việt, thì vấn đề tín ngưỡng không thể thiếu. Thế nên là bản thân của người Việt chúng ta tín ngưỡng rất là phức tạp. Tôi nói với các vị là như vậy. Tín ngưỡng rất là phức tạp, đa dạng mà phức tạp lắm. Chính vì đó nhiều tôn giáo, nhiều tín ngưỡng cứ dồn vào Việt Nam, chạy vào Việt Nam. Bởi vì họ biết rằng con người Việt Nam rất dễ khi đưa ra một chiêu bài để thu hút về tín ngưỡng mà. Tôi phải nói là như vậy. Tôi đã nói quá nhiều các vấn đề này trong nước cho đến ngoài nước. Người Việt Nam chúng ta là rất là nhạy về vấn đề đó. Ai nói ông thần thánh gì đó hay linh thiêng thì có hàng khối người đem nhang đem đèn để đó đốt thế. Giống như một người tạc một ông cùi vậy, hàng ngày đi xin chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta ghẻ lạnh, chúng ta chưa chắc gì chúng ta cho. Vậy mà nó nằm chết, cái coi đem chuối lại cúng liền đó. Cắm nhang cúng liền đó, độ tao đó, tao chơi bài hay là độ buôn bán thì được, tao sẽ mua hay quay, tao cúng liền thế. Vậy sao hàng ngày nó sống, nó đi sinh, nó không cho, nó giùm cái đi. Tao vợ chết, cái đồ cúng heo quay thế. Như vậy cái này nó xuất phát cái gì? Cái mức tín ngưỡng của con người chúng ta nó mạnh ghê vậy đó. Cái nào cũng trở thành thần thánh để mà tin, để mà thờ, để mà cúng, để mà cầu được hết á. Như vậy thì đối với Đức Phật, mà cái việc là tin cúng cầu là chuyện bình thường không? Quá bình thường. Đức Phật có hàng nghìn năm trên đất nước chúng ta. Và trong cái tin đồn, trong nhiều cái lời qua tiếng lại, Đức Phật còn có những cái gọi là phù phép, coi như là còn ghê gớm nữa. Ngày xưa tôi cũng vậy gì. Hồi lúc còn nhỏ tôi học dở, nhưng mà thi là lên cầu nguyện. Cầu nguyện là bằng cách là mặc cả Đức Phật nha. Cầu nguyện ăn chay. Con thi đậu là con ăn chay. Thậm chí có những lần tôi dám hy sinh mái tóc để cầu nguyện luôn. Các vị nhớ hồi chưa đi tu á, con mà thi đậu là con cạo cấy đầu. Cho nên mình học dở quá, mình đặt niềm tin vào Đức Phật như thế. Nhưng mà thật rằng là cạo đầu thì cạo đầu, mà rớt thì rớt. Nhưng mà rất may làm sao mà tôi cũng không mất tín tâm với Đức Phật. Tôi không mất tín tâm, cầu nguyện được hay không được gì đó thì về lòng tin của tôi cũng vẫn không có thay đổi. Nhưng chỉ có điều là ngày xưa tôi tin Đức Phật với một góc độ khác. Bây giờ tôi hướng Phật, tôi tin Đức Phật với góc độ khác. Nó chỉ khác nhau, còn lòng tin dành cho Đức Phật vẫn lúc nào cũng trọn vẹn trong lòng tôi. Nên phải nói là cái này là cái duyên của học Phật của tôi là như thế. Như thế thì bây giờ các vị có một cái niềm tín ngưỡng về Đức Phật, các vị có hữu sự, các vị đều cầu nguyện Đức Phật. Và điều quan trọng nhất là có những người, khi mà chúng ta gia đình có người qua đời, chúng ta rước thầy hay là chúng ta đến tụng kinh hay là những ban hộ niệm, thì có nguyện vọng sao? Dùng kinh điển đó để đưa gì? Đưa những cái người mà gọi là người thân qua đời của chúng ta về đâu? Về đâu? Về cực lạc. Có ai về được tới chưa? Hả?
Có ai về tới mà quay lại cho hay là má đã về tới cực lạc rồi nghe con. Bye bye cõi ta bà khổ đau. Có không? Người con quay về là nói là ba đã về tới cực lạc rồi, các con gán tu đi. À, không cần gán tu, gán ăn chơi mai này rồi để dành tiền rồi cái rước thầy rồi về cho nhiều, cúng và tụng cho nhiều rồi để ba cũng về cực lạc nha con, thế thế. Tất cả những cái đó có ai hồi đáp không? Nhưng mà trong lòng chúng ta vẫn có niềm tin. Thật sự mà nói được hay không, cái này tôi nói trong các bài giảng về tịnh độ nhiều rồi. Tôi phân tích cho đúng cái nghĩa của tịnh độ rồi. Còn cái đây là tôi nói là về mặt nhu cầu tín ngưỡng của chúng ta, điều đó sai hay đúng? Sai hay đúng? Hả? Sao im ghé chứ vậy? Hả? Tất cả những cái đó là nhu cầu của chúng ta. Chúng ta có nguyện vọng để cho người thân của mình về Tây Phương cực lạc bằng cách thỉnh thầy về tụng kinh hay là các đạo tràng hộ niệm về vân 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 vân. Những cái đó được hay không tôi chưa biết, nhưng mà cái đó nó xuất phát từ cái tấm lòng của các vị có một nguyện vọng rất tốt cho người thân của mình. Khi mình có niềm tin về Phật Pháp, không biết nương tựa cái nào, chỉ có điều duy nhất là nương tựa vào Phật Pháp mà thôi. Như vậy tôi muốn nói điều là chúng ta biết nhu cầu quần chúng là như vậy, nhưng cái người hiểu đạo phải giúp cho quần chúng đem lại cái hiệu quả trong cái mục đích mong ước của họ. Chứ không mang cái nghĩa là thấy quần chúng như vậy rồi bày ra nhiều trò hơn để mà gọi là có tính cách hấp dẫn hơn, thì những này đối với đạo lý thì chưa đúng. Nhưng mà cái này trong dịp khác tôi bàn, tôi không phải bàn với các vị trong buổi nói chuyện hôm nay. Như vậy thì chúng ta có khổ đau, chúng ta sẽ cầu nguyện Đức Phật. Và trong đây một số người đây thôi, những người cầu nguyện Đức Phật chúng ta thấy thành tựu, và một số người cầu nguyện Đức Phật không thành tựu. Vậy cảm giác của chúng ta thế nào về Đức Phật? Anh cầu nguyện Đức Phật không thành tựu, anh có cảm giác thế nào? Hả? Cầu nguyện không được nhưng vẫn tin. Có quán Đức Phật không? Có nói ăn hối lộ người này không ăn hối lộ người kia mà bỏ tôi không? Duyên chưa tới. Thầy cũng rất mong rằng là cô còn đủ niềm tin bằng cái cách như vậy. Anh ngồi phía sau đó cảm thấy thế nào? Hơi thất vọng. Vậy Đức Phật có hứa với cuộc đời rằng là cầu nguyện ta để ta ban không? Không hứa không cầu. Như anh nghĩ hôm nay anh nghĩ như thế nào về Đức Phật? Bây giờ thì theo tính pháp nhiều hơn cho nên cầu bất đắc khổ, học được cái đó cho nên không cầu. Cầu bất đắc khổ có nghĩa là cầu không được khổ, nhưng mà cầu được vẫn vui chứ. Tốt nhất là không cầu. Xin thưa các vị, khi mà chúng ta cầu nguyện được thì chúng ta tăng cái tín tâm về quần chúng bình dân là như vậy. Khi cầu không được, một số người vẫn thất vọng. May mắn sao sót lại cô kia đó, là cầu không được nhưng mà tín tâm vẫn không thay đổi. Nhưng mà các vị nghĩ rằng Đức Phật có làm được điều đó trên cuộc đời không? Đức Phật có phải là một cái thần thánh để cho tất cả các vị cầu để ban phước giáng quả không? Cái này các vị phải hiểu chứ. Không khéo các vị đổ oan cho Đức Phật chúng ta. Đức Phật có hứa ai trên cuộc đời này là cầu ta đi rồi ta sẽ ban cái này, cầu nhà ban nhà, cầu ăn ban ăn, cầu địa vị ban địa vị. Đức Phật có nói chưa? Chưa. Sao các vị đặt cho Đức Phật cái vai trò đó? Hả? Đức Phật không có nói bao giờ, nhưng mà tại sao các vị đặt? Rồi bây giờ tôi cho tín ngưỡng các vị đặt đi thì được cũng được, rồi thôi cũng được. Nhưng mà có những người không được thất vọng. Chính cái đó đó nó mới là một điều để cho chúng ta lý giải nè. Tín ngưỡng là con dao hai lưỡi. Tín ngưỡng nó có tính cách là nếu người ta cầu vô tình được theo nhân duyên phước báo thì người ta cảm thấy là do cầu mà được, thì người ta tăng thêm lòng tin. Nhưng mà cũng có những người cầu nhưng mà nhân duyên phước báo họ không có, họ không đủ, họ cũng cầu nhưng mà họ không được, thì họ lại mất niềm tin. Cho nên chúng ta bày ra tín ngưỡng nó không phải là chân lý thì không khéo chúng ta sẽ lãnh đủ các hậu quả về điều này. Bởi vì mưu cầu của chúng sinh là không hạn lượng. Tôi phải nói là vậy. Chúng sinh không phải nó dừng tới đó đâu. Nó cầu được cái này nó cầu cái khác đó. Chứ không phải nó cầu bao nhiêu đó nó dừng đó. Đời con người chúng ta lòng tham không đáy. Nó cầu hoài không lẽ cuộc đời của nó được hoài. Nó đâu phải là thánh trên cuộc đời. Cho nên cầu 10 cái thì nó được 7 thôi, còn 3 cái nó không được hay sao? Nó cũng phải không được chứ. Như vậy được không được có phải do Đức Phật không?
À. Nhưng mà vậy tại sao các vị đổ quan cho Đức Phật? Đây là điều mà các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra Đức Phật không có đặt vấn đề để cầu, nhưng mà tất cả những cái tôn giáo khác người ta đặt à, thần thánh người ta ban cái này, thần thánh người ta ban cái nọ à, thần thánh ban chức phận địa vị gì đó, cuộc sống chén cơm manh áo, thượng đế thánh thần gì đó. Tôi nói ông nào mà thánh thần nào giỏi ban quá đâu qua châu Phi ban thiên hạ, thấy không? Thiên hạ đang đói khổ lầm than thì nên ban cho họ, còn những đất nước này người ta có lao động là người ta có ăn, thậm chí những người không lao động vẫn có ăn, không giàu thôi chứ cũng sống được, có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng một đất nước như này nói chuyện đó bằng thừa, nói chuyện bằng thừa mà vẫn có những người nghe. Giỏi quá ban được thì sống quay ban qua châu Phi ban, nói những điều đó được xong phải qua bên đó nói, nói những điều mà nơi cuộc sống của họ khốn khó, khói rách áo ôm, ăn uống đều không có, mọi nhu cầu thuốc men tất cả mọi thứ không có, xong qua đó ban cho họ. Cho nên ở đây các vị thấy rằng nói một cái điều nó không thật. Còn thần thánh ban mà lựa nước giàu ban, nước nghèo không ban, cái đó là thần thánh ăn nó hố lộ à, thần thánh cảm thấy bên đây người ta cúng nhiều này kia kia nọ cho nên ban, còn nơi đó họ không có gì cúng cho nên không ban, cho nên thật sự cái đó không phải là thần thánh, cái đó là một loại gì á. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật chưa bao giờ hứa hẹn để ban tặng cho chúng ta cái, những cái điều đó trên cuộc đời. Cái này như thế nào tôi sẽ quay trở lại với các vị trong câu nói này. Còn trên cơ bản Đức Phật không làm được điều đó. Đức Phật nếu ban được cho tất cả mọi người trên cuộc đời thì chúng ta có khổ đau cho đến ngày hôm nay không? Hả? Nếu Đức Phật ban tặng được điều đó trên cuộc đời, không có một chúng sinh nào trên cuộc đời này đau khổ hết á. Và tôi nói nếu có một thần thánh nào làm việc đó thì cả trần gian này có ai khổ đau không? Nếu có một thần thánh nào làm được chuyện đó, cả trần gian này cũng không ai khổ đau hết á. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng mà Đức Phật vẫn nói một cái chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế, đó là gì? Khổ. Khổ. Chân lý về khổ Đức Phật nói cuộc đời này vốn là đau khổ, không có kẻ nào thoát được, cho kẻ giàu ngất ngưỡng trên cuộc đời này thoát được chân lý khổ không? Đức Phật phải làm nhà tôn giáo để nói ra cho người Phật tử. Phật tử phải dạy nha, Phật tử phải làm thế nha, không phải, không phải. Xin thưa các vị, phải hiểu rằng Đức Phật chúng ta là người giác ngộ về chân lý, người có cái nhìn toàn diện trên cuộc đời này, nhìn cả mặt thực tế và cả mặt siêu hình như một quy luật của vũ trụ. Cái điều này các nhà khoa học vẫn nhìn và vẫn tôn trọng, vẫn thừa nhận rằng một con người ở thời kỳ cổ đại mà có cái nhìn thời hiện đại này mà nhìn còn chưa kịp. Đó. Thì cái này trong một cái lĩnh vực khác, trong một bài giảng khác tôi chia sẻ, tôi nói sâu hơn về cái chuyên đề này cho các vị, về vấn đề đạo Phật và vấn đề khoa học á. Cho nên tôi nói thật sự tôi không chấp nhận những người nói câu đạo Phật là khoa học. Cái câu này nó không đúng. Trong đạo Phật nó vốn có tính khoa học, chứ không phải là đạo Phật là đạo khoa học à, chúng ta nói phải là như vậy. Đức Phật có trước các nhà khoa học hay là các nhà khoa học có trước Đức Phật? Đức Phật có trước các nhà khoa học, học thuyết của Phật giáo có trước tất cả các khám phá của khoa học. Vậy mà nói là đạo Phật đạo khoa học, nói chi vậy? Nếu đạo Phật là đạo khoa học, mấy nhà bác học đó thành Phật hết rồi à, mấy ông thành chưa à, mấy ông nhà bác học là mấy ông có một thiên tài đó, nhưng mà thành Phật chưa? Chưa. Như vậy chúng ta không nên nói đạo Phật là đạo khoa học. Cái câu này nói nó như vậy nó làm giảm sút cái giá trị của Đức Phật đó. Mà chúng ta nói như vậy để chứng minh rằng là Phật giáo mình là thực tế, Phật giáo mình là thiết thực. Ý người nói là như vậy nhưng mà không phù hợp. Phải nói là tính khoa học nó vốn có trong đạo Phật. Chúng ta phải hiểu là như vậy đó. Chứ đạo Phật không có bắt chước nhà khoa học nào hết đó. Đạo Phật cũng không dựa dẫm vào tất cả những khoa học để biện minh cho cái giá trị thực của chính mình. Nhưng mà trong thời buổi này thì chúng ta cần đưa ra so sánh để chứng minh lý giải, chứ không phải là như vậy. Chứ không phải có họ mới có sự tồn tại của đạo Phật, chứ không phải có họ mới có giá trị tuyệt vời như Đức Phật như thế này à, chúng ta phải nhìn lại cái vấn đề này cho nó rõ ràng và nó xác thực một chút như thế. Trở lại vấn đề là Đức Phật không có ban tặng cho chúng ta mang cái nghĩa như là cầu chén cơm manh áo này kia cái nọ như thế như thế à, cũng không phải là một vị thần thánh theo cái góc độ của tín ngưỡng hay là của tôn giáo trên thế giới này. Tôi đã biết bao nhiêu bài giảng tôi không thừa nhận đạo Phật là tôn giáo, mặc dù ai gọi cái gì là chuyện quyền của họ à, còn riêng tôi nhìn nhận và tôi học đạo Phật là như vậy.
Nếu đạo Phật thật sự là một tôn giáo, tôi xin thưa với các vị, tôi cũng chẳng thèm theo. Tôi nói thẳng là như vậy, tôn giáo quá nhiều rồi. Không cần nữa mà chúng ta chen vào các ngõ hẹp này. Chúng ta cũng không cần thiết phải hy sinh cả cuộc đời đi vào con đường bằng tưởng tượng, mông lung, mơ quyền. Nó không phải là như vậy. Nếu Đức Phật không phải là một con người lịch sử, học thuyết đạo Phật không mang giá trị thật như một chân lý trên cuộc đời, sự thật từ bỏ là chuyện đương nhiên rồi. Không nhất thiết gì chúng ta phải hy sinh chạy theo như thế này. Và nếu những ai biết rằng một học thuyết đó đã không có giá trị thực, chỉ là một cái bánh vẽ, là một điều tưởng tượng mà vẫn đầu độc cho con người ta, thì người này rất là nguy hiểm. Với ý đồ đó, biết sai mà vẫn cố nhồi nhét cho người khác, thì đây là một điều nguy hiểm vô cùng. Cho nên người Phật tử chúng ta học được đạo lý của Phật giáo là điều may mắn. Còn cái việc mà chúng ta làm được bao nhiêu theo lời Phật dạy, cái chuyện này tùy các vị. Đức Phật không ép buộc ai hết á. Làm được nhờ, không làm được chịu. Chúng ta có một câu dân gian mà gửi là chúng ta hay quen đó, là câu gì? Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Cửa gì? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Ông không tu không đắc, bà không tu không đắc. Cái câu nói nghe rất dân gian nhưng mà rất thật. Rất thật. Nó phản ánh đúng với cái giá trị chân lý của đạo Phật. Ở trong đây chưa ai nói về cái vấn đề gọi là Đức Phật đã ban để cho chúng ta được thành tựu những cái này cái kia. Thì về mặt tín ngưỡng dân gian thì chúng ta thổi phồng về tất cả việc gì đó, đây là chuyện của bàn dân thiên hạ, cũng không sao. Mỗi người có cái cách nhìn và niềm tin về Đức Phật một cách, nhưng mà đúng nghĩa của nó tôi phải nói cho các vị hiểu. Như vậy nếu ban tặng được điều đó thực, thì thực thật rằng khi Đức Phật còn là thái tử ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó, ngài có điều kiện để ban không? Có không? Là một thái tử thì có thiếu gì điều kiện để ban, có không? Nhưng mà Đức Phật có thể là ban bao nhiêu giá trị tài sản của kinh thành Ca Tỳ La Vệ cho quần chúng khổ ở Ấn Độ cho đủ. Bao nhiêu lần kinh thành đó, 1000 lần cái sự giàu có của kinh thành đó, ban cho chúng sinh hết khổ được không? Hả? Và giải quyết được cái điều gì cho chúng sinh trong thế kỷ này sang thế kỷ khác, có phải không? Nếu ngài đem cả tiền bạc tài sản của ngài có được đó, ngài đi ban tặng cho chúng sinh để hết khổ á, thì thật sự mà nói có làm đi chăng được nữa này, cuộc đời của ngài thôi, trong một giai đoạn nào đó thôi, và ban tặng một số nào đó thôi, còn biết bao nhiêu chúng sinh khổ đau, lấy gì để nương tựa, lấy gì để tồn tại? Cho nên Đức Phật hiểu rất rõ, có đem cả kinh thành này đi ban tặng cho mọi người thì chúng sinh hết khổ không? Không thể nào. Một người trí tuệ như Đức Phật, nếu làm được điều đó, Đức Phật không cần đi tu. Cho nên trong 4 yêu cầu của Đức Phật khi còn là thái tử, xin với vua cha đó, là yêu cầu cuối cùng là gì? Nếu mà muốn con ở lại kinh thành để làm vua đó, thì trong 4 điều đó có một yêu cầu là làm sao cho mọi người hết khổ. Đây là nguyện vọng của Đức Phật. Vua cha hứa không? Vua cha nói cha sẽ làm được điều này cho con ở lại đi, có không? Vua cha im lặng, bởi vì ngài cảm thấy làm sao? Bất lực trước lời đề nghị của con mình. 4 điều yêu cầu là làm sao con trẻ mãi không già, làm sao cho con mạnh mãi không đau, làm sao cho con sống hoài không chết, làm sao cho mọi người hết khổ. 1 trong 4 điều là vua cha đã không làm được rồi, chứ nói gì tới 4 điều. Bây giờ cái yêu cầu của làm sao cho mọi người hết khổ, một người làm vua cũng không làm được chuyện đó. Như vậy Đức Phật hiểu rất rõ rằng cả những vật chất đang là của một cái người quân vương đây, không thể nào có thể giải quyết được những nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Vì vậy ngài ra đi tìm con đường mà đấy là cứu khổ. Nhưng mà lúc đó ngài có thấy con đường chưa? Chưa thấy. Đi như một quãng lộ, đi mơ màng. Nói chung là đi đó có mục đích đó, nhưng mà không biết giúp cho mọi người hết khổ bằng cách nào, chưa có hướng. Nhưng mà nguyện vọng khao khát cháy bỏng mà ngài đi như thế. Đức Phật không ban tặng được gì cho chúng ta theo góc độ là chén cơm manh áo. Sự thật có ban đi chăng nữa, nhất thời không giải quyết được các vấn đề thực tế của xã hội. Cho nên ở đời người ta còn nói rằng nếu muốn giúp người thì cho cần câu hơn là cho con cá, đúng không?
cho cần câu hơn cho con cá. Cũng vậy, Đức Phật nhìn sâu hơn là cái gốc khổ từ đâu. Đức Phật muốn giải quyết cái gốc khổ của tất cả chúng sinh. Cho nên Đức Phật không ban tặng cho chúng ta theo góc độ của thần linh. Và Đức Phật cũng thấy rất rõ, không có ai trên cuộc đời này có thể ban tặng được cho mọi người bằng cách đó. Nếu làm được, Đức Phật đã làm rồi. Vì vậy Đức Phật để lại cho cuộc đời cái gì? Hả? Đức Phật để lại cho cuộc đời cái gì? Giáo pháp. Đúng rồi. Cái này chúng ta gọi là gia tài pháp bảo. Vậy Đức Phật để lại cái này lớn không? Phải nói là vô cùng lớn. Thừa hưởng một gia tài pháp bảo này giá trị vô cùng lớn. Nhưng mà lớn với ai? Hả? Nhớ với người ăn nhậu hả? Có không? Hay là nhớ với người ngoại đạo? Xin thưa với các vị, lớn với tất cả những người có nguyện vọng giác ngộ, lớn với những người khổ đau. Và sự thật rằng nếu ai khổ đau cũng cần đến điều này, quá chăng nhất là không ai giúp họ để đến với điều này thôi. Tôi phải nói với các vị như vậy. Cái này là tôi đã chia sẻ các vị quá nhiều. Cái giá trị của Đức Phật để lại cho tất cả chúng ta là gia tài pháp bảo. Nhờ gia tài pháp bảo này mà giảm thiểu đi một phần đáng kể do tất cả những sự bấp bênh, bốc đồng và gian ác của loài người. Phải nói là như thế. Chúng ta thử nghĩ, nếu trong cuộc đời này không có các giá trị đạo đức thì chúng ta có còn tồn tại một xã hội như thế này nữa không? Đây là điều chúng ta nên hiểu chứ. Có những gì chúng ta thực tế với chúng ta nói đạo đức không tạo ra tiền à, cho nên điều quan trọng nhất là có tiền là hơn. Thế và chính những cái quan niệm này đã đẩy một bộ phận không nhỏ đi vào các cái con đường tiêu cực, quay lưng lại với các giá trị đạo đức truyền thống, và cuối cùng trở thành những con người cứng đầu khó dạy, bướng bỉnh, ích kỷ và liều mạng. Ở đây chúng ta thấy rõ là như thế. Như vậy thì cái gốc của con người chúng ta nó vốn là gì? Nó vốn là ích kỷ, là tham lam, phải không? Là ganh tị, là tật đố, là gian ác, là lừa dối. Có phải không? Bản chất gốc của con người chúng ta nó vốn là những cái này. Rất ít con người nào có bản chất gốc là một cuộc sống hy sinh, ban tặng và chia sẻ. Phải nói là như vậy. Có nhưng mà rất ít. Nhưng mà những con người nào có bản chất gốc như vậy, thông thường họ không có cuộc sống cá nhân. Họ trở thành những con người mà gọi là lãnh đạo tinh thần. Họ trở thành những cái thành phần vĩ đại trên thế giới. Thế này, còn đa phần chúng ta là bản chất sinh ra nó vốn là như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta có một đứa con, nếu chúng ta sinh ra bản chất gốc cơ bản của nó là cái gì mà nó có được trong tầm tay là chúng ta sinh là nó không cho, phải không? Ai dạy nó không cho, không ai dạy chứ á. Ví dụ bây giờ các vị có mấy đứa con nhỏ, các vị đeo cái nấm vú trong miệng đó à, các vị thấy không? Nhưng mà các vị thử đi, cái đó mà đưa cho nó ngậm một cái rồi mẹ nó vô tình nó rút ra này kia coi nè, nó là sao? Khóc liền à. Bản thân của nó đó, lúc mà ý thức chưa trọn vẹn đó à, mà thật sự mà nói sở hữu của nó còn quan trọng như vậy đó. Tức là cái ích kỷ cho chính bản thân mình, cái mà gươm về cho mình, nó đã tồn động trong bản năng của con người như thế. Như vậy khi một con người lớn lên sống mà biết chia sẻ ban tặng cho một người nghèo khổ, hay là chia sẻ cho một người đói rách áo ôm, cái này nó nhờ cái gì? Nhờ cái gì? Nhờ giáo dục đạo đức à, và lòng nhân đạo của họ. Họ có được, họ nhận ra được cái điều mà họ có thể chia sẻ. Sống cho mình dễ hay khó? Dễ hay khó? Quá dễ, thằng khùng nào nó cũng sống cho nó được hết á, các bạn nhớ không? Nhưng mà để sống cho người khác dễ hay khó? Vô cùng khó đó. Chúng ta đi ra chợ, chúng ta mua cho chúng ta 10.000 cái gì đó được, cũng bình thường, còn thậm hí hửng nữa. Mua 10.000 sướng không? Ngon, giá trị không? Ghê gớm. Nhưng mà thấy người homeless coi, nếu thọt thọt trong túi mà không có sen lén kẽn nữa ngàn, nghĩ à, không dễ gì đâu à, phải không? À, thấy nó từ đằng xa nếu cũng muốn cho, nhưng mà thọt vô thử coi nó có lẻn kẻn mấy sen không à. Còn nếu mà nó không tới sen là thôi nghỉ. Tức là nếu chúng ta muốn làm cho ai một điều ít ỏi, chúng ta cũng phải rất là khó.
Như vậy là dựa vào cái này để chúng ta biết được rằng bản chất con người vốn là như vậy. Như vậy các vị thấy rằng trên cuộc đời này có những người họ dám hy sinh cả cuộc đời của họ vì chúng sinh. Đó, các vị phải nghĩ ra được điều này. Tại sao có những người làm được điều đó? Như vậy thì ở đây, nếu không có được sự giáo dục đạo đức, không có một sự giác ngộ, thì những cái tâm hồn này nó không thể có được. Cho nên phải nuôi những cái tâm hồn này từ những cái giá trị đạo đức học và tu như thế nào. Cho nên các nền đạo đức nói chung hay là nền đạo đức Phật giáo nói riêng đã làm cho con người chúng ta sống có ý nghĩa và nó trở thành giá trị người hơn. Vừa rồi tôi giảng ở dưới dùng rin rứt bệt cũng đây, có một anh hỏi tôi: thầy tu theo Phật được cái gì? Tôi theo Phật được cái gì? Tôi mới nói được những cái đó đó. Như vậy thì ở đây chúng ta nếu mà không có những cái triết lý của đạo Phật giúp chúng ta để nhận ra được mọi điều, thì thật sự mà nói con người chúng ta gian ác hơn nhiều, ích kỷ hơn nhiều, tham lam hơn nhiều, ganh tị và nhiều tật xấu hơn nhiều. Chúng ta phải thấy là như vậy. Bản chất chúng ta vậy, đâu có muốn người khác hơn mình. Ai mà hơn chúng ta là chúng ta tìm cách phá hại người đó, hãm hại người đó, bôi xấu người đó, dè biểu người đó. Đây là cá tính của người. Nhưng mà nếu chúng ta có đạo đức, chúng ta có học Phật, cái tính đó sẽ được giảm nhẹ đi, hoặc thậm chí có những người bỏ được những tính khí đó. Nhưng mà bình thường nếu không có giá trị đạo đức, không bỏ được đâu các vị, không thay đổi được. Như vậy thì bản chất gốc của tất cả những con người chúng ta nó vốn là như vậy đó. Còn cái gì thay đổi được là do chúng ta phải tiếp nhận giáo dục các giá trị đạo đức và được dạy dỗ uốn nắn mà chúng ta thay đổi được con người của mình. Cho nên tôi nói là cơ bản nhất con người chúng ta có ba hạng người cơ bản. Hạng người thứ nhất tự sinh ra vốn hiếu thảo, yêu thương, nhường nhịn hay là tất cả mọi người, nó vốn là bản chất. Thành phần này nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tức là tự khi họ sanh ra trong cuộc đời, họ biết thờ cha kính mẹ, họ biết thương yêu anh em, họ biết sống nhường trên nhường dưới, họ biết chia sẻ cho những người thân. Cái bản tánh tự nhiên vậy đó, không học đạo, không đi chùa, không gì hết. Nhưng mà số lượng này quá ít, tức là cái đạo đức này nó có tiềm ẩn từ vô lượng kiếp của họ. Họ từ những thế giới của chư thiên để tái sanh, hay là từ những con người nhân đức có tu tập, hay là những con người đạo đức từ những kiếp trước tái sinh lại để họ có một cái nhân tố này. Một con người thứ hai sống trong cuộc đời sinh ra, họ có những đức tính đó, nhưng mà nhờ giáo dục, nhờ gia đình, nhờ xã hội, nhờ môi trường chùa chiền đã dạy cho họ hiểu được cái họ nên sống như thế nào để ra con người, để có ý nghĩa, để có đạo đức, để có phước báo gì đó. Cái này hầu như đa phần chúng ta là những thành phần này. Và một thành phần thứ ba nữa đó là một là có giáo dục tất cả mọi thứ, nhưng mà như nước đổ lá môn, không có tác động gì cả, chỉ sống theo nhu cầu, như bản năng, như quán tính, như những cái thói quen, những cái mong ước của cá nhân chính mình, bất chấp luật lệ đạo đức và sự khổ đau của người khác. Thậm chí có những người giẫm đạp trên đau khổ của người khác vẫn sống cho mình được mà. Cái thành phần này bây giờ cũng đâu phải là ít đâu. Chỉ là sống được cho tôi thôi, còn người khác khổ đau hạnh phúc gì mặc kệ họ. Nhiều lần tôi nói về điều này. Có những người đi gom vốn một cách ác độc á, tức là lợi dụng người ta bán nhà, bán cửa, cầm cố nhà cửa để người ta góp vốn cho mình để làm một cái gì đó. Cuối cùng bằng tham lam của mình lợi dụng cái đó mình giật mình đi, mình ăn, mình sống trên đầu trên cổ của họ, rồi mặc tình họ ở tù, ở tội, họ bán nhà, họ chết, sống gì đó, gia đình họ tan nát, mặc kệ người ta. Những người này người nhưng mà sống bằng cái tâm niệm không phải là người, chỉ biết cho chính mình trên sự hưởng thụ bằng cách lường gạt những lòng lương thiện của người khác. Đây là một cái chuyện mà gọi là xấu xa à. Nhưng mà ở đây là cái xã hội nói chung, cái loại nào cũng có cả. Nhưng điều quan trọng nhất là những con người học Phật chúng ta, nó sẽ khác đi khi chúng ta biết rằng đạo đức nhân quả này kia nọ. Mà không phải là do chúng ta biết, mà đạo đức nhân quả nó có. Thật sự mà nói, các giá trị đó nó ngoài cái sự biết của chúng ta. Biết hay chúng ta, nguyên tắc nó vẫn là như vậy. Tôi nói với các vị, nhờ Phật Pháp mà làm cho con người bớt đi những cái mà gọi là thú tính, những cái ác độc, những cái ích kỷ, những cái hẹp hòi. Và nếu xã hội này được tiếp nhận những cái giá trị này, thì những con người được cải thiện á, thì các cái vấn đề mà tệ nạn xã hội được giảm theo. Nếu nhu cầu đạo đức càng cao thì tệ nạn xã hội càng giảm. Còn khi nào nhu cầu của bản thân của chúng ta càng cao thì tệ nạn xã hội càng lớn. Bởi vì không ai muốn người khác hơn mình.
hoặc là thấy người khác hơn mình thì con ngỏ ý muốn cướp giật hay là muốn cái gì đó để nuôi cho chính mình. Đây là cái mà gọi là cái rất cơ bản của con người của chúng ta là như thế. Như vậy nhờ đạo Phật để giúp chúng ta biết nhân quả, tội phước, luân hồi vân vân. Đây là Đức Phật để lại cho chúng ta các giá trị đạo đức này. Mặc dù để lại như vậy nhưng mà bây giờ có rất nhiều người đó, tôi không tin có kiếp sau. Những gia đình Phật tử chúng ta vẫn có những người nói câu như vậy, tôi không tin có kiếp sau. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng tin hay tin kệ ông chứ. Đức Phật đâu phải nói ra để tin. Tin cũng vậy mà không tin cũng vậy. Luân hồi là quy luật, kiếp sau là quy luật. Không có luân hồi, mọi thứ trên cuộc đời đều là bất công. Cái này các vị nghe là bài giảng tôi giảng là cuộc sống vốn công bằng, tôi có giảng ở tại Tiệp Khắc. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Tôi nói nếu không có luân hồi, thuyết nhân quả cũng không có cái ý nghĩa gì. Phải nói là vậy. Luân hồi mới có ý nghĩa, có nhân quả. Nếu không có luân hồi, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này là điều bất công. Và nếu không có kiếp sau, tu để làm gì? Lương thiện làm gì? Đạo đức làm gì? Sống hiền lương làm gì? Nếu không có thì tất cả những cái này không có ý nghĩa. Các vị nên nhớ là vậy. Nếu không có một cái chuyện mà gọi là con người ở kiếp sau thì mọi thứ không có ý nghĩa. Và nếu không có kiếp sau thì mọi thứ ác độc nó sẽ trở thành một cái điều quan trọng nhất cho sự tồn tại của con người. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng một cái học thuyết đưa ra từ thực tế cho đến siêu hình nhưng vẫn có giá trị thật. Nó phải là như vậy. Nhờ vậy mà nó giải quyết được tất cả các sự bất công trong cuộc đời. Không có luân hồi, nhân quả không giải quyết được các vấn đề. Cho nên ở đây một người tin kiếp sau hay không, cái chuyện đó tùy các vị. Đức Phật không phải nói để cho con người tin, mà Đức Phật nói rằng nói là sợ chúng ta khổ nè, sợ chúng ta liều mạng chúng ta khổ. Chúng ta cứ nghĩ dai cho cố, cứ ăn cho cố, cứ thực hiện mọi thứ này cho cố, cứ tham tàn cho cố, miễn sống làm sao cho được chính mình cả một đời cho sung sướng thế thế. Thì chúng ta nghĩ như vậy, nếu tất cả mọi con người đều nghĩ như vậy thì cuộc đời này ai được sung sướng đâu, các vị chỉ tôi coi. Chính đó là những điều rất là nguy hiểm. Ai không muốn mưu cầu tất cả mọi thứ cho mình. Vì vậy, sống ngày nay biết ngày mai. Vì còn nghĩ rằng hậu quả của tất cả những hành động này mà con người ta có những lúc người ta dừng chân trên tội ác, rồi người ta mới sống lương thiện, người ta mới đạo đức, người ta mới thành lập lên tất cả những cái luân lý cho mọi thời đại, cho mọi xã hội nó là như vậy. Còn nếu mà không có các cái chuyện mà gọi là tái sinh này kia kia nọ, tất cả những cái đó có ra để làm gì? Tu để làm gì? Giác súng đi ăn cướp cho sướng chứ thật sự mà nói tu học là gì mà cái đó được gì? Tại vì chúng ta mới nghĩ rằng chúng ta tu tập như vậy chúng ta thiệt thòi. Xin thưa, đạo Phật không can thiệp về việc ăn chay ăn mặn, nhưng mà tôi muốn nói như một lời dẫn chứng. Một số người nói tu hành chứ ăn chay ăn rau ăn cỏ gì, ăn như bò vậy, ăn thiệt thòi, có phải không? Thiếu gì trên cuộc đời này thực phẩm heo bò trà gì đó, thiếu gì sống ăn thì ăn rau cỏ thế thế. Đây cũng là cái lập luận của họ. Nhưng mà trên nguyên tắc chúng ta, tại sao những người ăn chay phải là ngu như bò không? Có phải là vậy không? Sự thật rằng sở dĩ chúng ta không ăn nó có nhiều lý do, trong đó có lý do là chúng ta không muốn trả dai. Tức là cái gì không muốn trả thì không dai chứ gì, chứ không phải là ngu. Tao biết sao miếng thịt bò này nó ăn nó cũng ngon, nhưng mà cái bảng giá của nó, sao miếng thịt bò ở bảng giá là cái gì, sao con tôm hùm giá là gì, sao miếng thịt heo giá là gì. Tức là mọi thứ đều có bảng giá của nó. Cái gì mua mà không trả, cái gì dai đều có trả của nó. Tất cả mọi thứ vì những cái điều đó mà Đức Phật khuyên chúng ta là nếu thấy được điều là không muốn trả thì đừng dai. Vậy thôi. Chứ còn quy luật cuộc đời ai muốn làm gì làm chứ. Lớp lớp chúng sinh này nằm xuống để nuôi lớp lớp chúng sinh khác tồn tại, rồi chúng sinh khác sau này cũng nằm xuống để nuôi lớp lớp chúng sinh khác tồn tại, thay nhau mà trả dai để tồn tại trong cái quy luật vũ trụ này. Có gì đâu mà đúng sai phải trái. Không có gì đúng sai phải trái. Đức Phật có nói người ăn mặn sai chưa? Các vị có thấy kinh điển nào Đức Phật nói người ăn mặn sai chưa? Chưa bao giờ Đức Phật nói những câu đó nha chưa. Đức Phật chỉ nói là sát sinh của quả.
Cho nên tôi mới nói rằng cái lời dạy của Đức Phật cũng giống y như các nhà khoa học cho chúng ta một thông tin là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nói vậy thôi. Các nhà khoa học có chửi như người hút thuốc không? Hả? Không. Không có nói gì hết á. Không có nói những người hút thuốc là tội lỗi, là tội đồ, là cái gì hết trơn trời á. Ai hút nấy chịu, có phải không? Có phải người hút thuốc rồi nhà khoa học chịu không? Có phải người hút thuốc rồi bác sĩ chịu không? Không. Các nhà khoa học, các nhà y khoa cho chúng ta biết cái thông tin là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Việc còn lại hút hay không, hút ít, hút nhiều, từ bỏ hay gì đó, đó là quyền của mọi người. Cũng vậy Đức Phật nói là cuộc đời có giai trả, có nhân quả, có luân hồi, có trả giai, có thế thế. Đức Phật chỉ nói vậy thôi, chứ Đức Phật có chỉ trích ai bao giờ đâu. Học thuyết của Đức Phật không bao giờ ghét kẻ ác mà đề cao kẻ thiện nha. Khuyến khích người ta từ bỏ ác để làm lành, để tốt hơn cho người ta, để được hạnh phúc hơn, chứ không mang cái nghĩa là đố kỵ hay ghét tất cả những cái điều như vậy. Chúng ta nên nhớ là như thế. Cho nên Đức Phật nói về chân lý, giác ngộ y như thật. Bởi vì Đức Phật nhìn tất cả mọi sự vật hiện tượng như nhìn một cái món đồ trong tầm tay, chứ không phải là tưởng tượng. Phật không có tưởng tượng, mà Đức Phật bằng trí tuệ như thật thấy tất cả mọi thứ như nhìn một món đồ trong bàn tay, thấy rất rõ là như vậy. Chỉ có điều là chúng ta không hiểu được những điều như Đức Phật hiểu, cũng giống như chúng ta không hiểu những điều như các nhà khoa học hiểu. Các nhà khoa học về thiên văn, về địa lý, về mọi thứ vi trùng, mọi thứ người ta hiểu tất cả các việc sâu sắc hơn chúng ta. Nhưng chúng ta hiểu là gì cái gì? Chúng ta nghe theo thôi. Chúng ta nghe theo, học theo thôi. Cũng vậy, bằng cái hiểu của Đức Phật, Đức Phật hiểu rất là sâu sắc. Chúng ta không hiểu được những điều như Đức Phật hiểu, chúng ta chỉ có điều là tin theo để học thôi. Chúng ta thấy điều đó như một chân lý chúng ta học. Các vị tiếp thu được các giá trị về nhân quả, về luân hồi, về các giá trị đạo đức, phải nói là may mắn cho chúng ta. Còn trên cuộc đời này chúng ta có làm được như những điều Đức Phật dạy không? Nếu thật sự mà nói, đối với đạo Phật, Phật không có quan trọng về việc đó. Thế giới này nó vốn là như vậy đó, nó tồn tại như vậy đó, mọi thứ nó như vậy đó. Còn cái chuyện mà có duyên học Phật được thay đổi hay không là tùy mỗi người chúng ta. Cho nên tôi từng nói một cái bài giảng vừa rồi á, tôi nói là những nhà khám phá gì di trùng học mọi thứ, nó có sao cuộc sống của con người, các giá trị đạo đức của Đức Phật có sao sự tồn tại của nhân loại. Khi chưa có Phật giáo người ta vẫn tồn tại thôi, khi chưa có nhà vi trùng học ra đời thì người ta vẫn ăn vẫn sống thôi. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng người ta ăn sống sau khi người ta hiểu được vi trùng học, và người ta ăn và sống trước khi hiểu được vi trùng học, có khác không? Khác không? Khác, khác rất là xa chứ. Như vậy thì bây giờ chúng ta tồn tại như một xã hội loài người trước khi có Phật giáo, và sau khi có Phật giáo sự tồn tại của xã hội loài người có gì khác không? Chúng ta phải khác rất nhiều chứ. Tự thân của cái xã hội Ấn Độ cảm thấy rằng hai cái thời điểm trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời và sau khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời, hai cái đó hoàn toàn khác. Cái thời kỳ trước khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời cho đến cái thời điểm mà ngày sinh ra đó, cuộc sống xã hội Ấn Độ là gì? Bằng giai cấp, bất công, thậm chí giá trị người còn không có mà. Những giai cấp trên xem những giai cấp dưới còn thua súc vật. Điều đó trong cái thời của Đức Phật đã được giải tỏa bằng cái câu nói là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, và không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn. Đức Phật nói như thế mà. Đức Phật đã độ được các vị vua của các cường quốc vào thời điểm bây giờ. Và những người đã trở thành Phật tử và đem triết lý của đạo Phật đã ứng dụng vào trong cái việc mà gọi là trăng dân trị nước. Cho nên cái giai cấp được xóa dần, đầu tiên là xóa từ trong tăng đoàn của Phật giáo. Ví dụ trước thời điểm của Đức Phật, người nữ được đi tu không? Không, người nữ không được xuất gia, người nữ không thể trở làm thầy tu. Nhưng mà thời điểm của Đức Phật có mặt trên cuộc đời, người nữ được đi tu không? Được. Cho nên các vị thấy rằng người nữ lúc đó đã có một vai trò bình đẳng trong tăng đoàn. Bằng câu nói của Đức Phật là người nữ bằng sự nỗ lực tu tập vẫn có khả năng chứng thánh, A-la-hán. Như vậy là chứng thánh là cái giá trị tối cao trong cái thời điểm của Đức Phật.
Vậy mà người người phụ nữ đã vượt qua được tất cả những nghiệp chướng ràng buộc để có thể trở thành một vị thánh giả. Vào thời điểm của Đức Phật rất nhiều thánh giả ni. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong tăng đoàn của Đức Phật đã có sự thay đổi. Nữ nam có thay đổi giữa cái giai cấp cao và giai cấp thấp không? Có không? Đức Phật độ những người nào? Kỹ nữ có đi tu không? Những người mà gọi là cái hàng mà thấp nhất trong xã hội, như hàng gánh phân đó, như ni đề, tu không? Các vị thấy rằng cái tình huống mà Đức Phật gặp, các vị thấy tội nghiệp cho cái người của Ấn Độ thời đó không? Khi Đức Phật gặp ni đề có dám gặp không? Ni đề chạy không? Bởi vì ngày xưa một cái người giai cấp nô lệ, một giai cấp hạ tiện, giai cấp chiên đà la, mà đối diện gặp một cái người giai cấp trên thì người đó sẽ bị đánh chết. Cái bóng của người chiên đà la đi qua bất cứ một đồ vật nào của người giai cấp trên sẽ bị đánh chết. Bởi vì cái bóng thôi cũng làm ô nhiễm dơ uế tất cả những cái đồ vật của người giai cấp trên. Các vị thấy vậy, cái mặc định của xã hội của Ấn Độ nó ghê gớm như vậy. Và khi nào các vị qua tới Ấn Độ sống, bây giờ mặc dù nó không có định hình như bốn giai cấp vậy, nhưng mà vẫn còn tồn tại cái khái niệm đó trong cái những giữa giàu và nghèo của xã hội Ấn Độ. Điều đó được lặp lại sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn phải 300 năm, là Bà La Môn đã củng cố vai trò của mình, đã lặp lại trật tự đó và đến ngày hôm nay. Xin thưa các vị như vậy, Đức Phật đã làm được những cái điều như vậy, điều như là không tưởng đó. Cho nên Đức Phật đã giải quyết các vấn đề. Ni đề khi gặp Đức Phật là chạy trốn không? Bởi vì ni đề là ai? Là giai cấp hạ tiện, là một người gánh phân trong thành phố. Cho nên Đức Phật thấy cái duyên của ni đề sắp tới, cho nên Đức Phật mới tìm cách độ. Thì ni đề chạy đầu nào cũng Đức Phật hiện thân chặn đầu. Thì ni đề quỳ xuống lại: ông muốn giết tôi hả? Tại vì nếu mà thật sự mà đối diện gặp này có môn chết thôi. Thì Đức Phật là giai cấp sát đế lợi, tức là giai cấp vua chúa, giai cấp quý tộc. Vì vậy á, khi mà ni đề mà gặp Đức Phật là khủng hoảng. Cứ thấy Đức Phật chặn đầu đối diện trước mình hoài, chạy đi chỗ khác, chạy ngõ khác, Đức Phật cũng hiện thân nữa. Có nghĩa là đối diện là chết rồi, chứ sao sống nổi. Nhưng mà Đức Phật bằng những lời từ tốn: Chiên Đà La, ta đến với ngươi không phải bằng giai cấp. Và Đức Phật mới nói rằng: ngươi có muốn đi tu không? Điều này lại không tưởng nữa. Và tự thân của Đức Phật khi độ ni đề là phải dẫn ni đề xuống sông, tắm rửa cho ni đề và dẫn về tịnh xá để mà xuất gia cho. Điều này nó là một điều không tưởng, không có một cái người nô lệ nào có thể được bước vào cái dòng dõi cao quý. Bởi vì giai cấp tu sĩ thời đó là rất là cao quý, vua chúa vẫn đảnh lễ những giai cấp tu sĩ. Nhớ là như vậy. Cho nên khi nghe tin đó, những vị vua rất là bất mãn cho Đức Phật. Bất mãn là vì sao? Thân phận tôi như vậy, tôi đi đảnh lễ những cái người mà thuộc về mà rác rưởi dơ bẩn nhất trong xã hội à. Vậy mà Đức Phật, bằng giáo thuyết của Đức Phật, Đức Phật đã làm cho những người này phải giác ngộ, phải cảm nhận được rằng Đức Phật là con người tuyệt vời. Bởi vì Đức Phật đã làm cho những con người này có thể là thay đổi thân phận để có thể chứng được thánh quả. Cái giá trị giác ngộ trong mỗi con người không khác nhau. Tại tự xã hội mặc định cho những con người có sự khác nhau về thân phận đó đó. Chứ còn bản thân về Phật tánh, về tánh giác, về trí giác ngộ, thì cái ông làm vua và cái thằng ở dưới cùng đinh của xã hội chưa ai khác nhau cả. Và Đức Phật đã từng nói Phật tánh nó nằm không, nó tồn tại trong các đức Phật hay là các bậc thánh. Phật tánh vẫn tồn tại trong các đức Phật hay là những chúng sinh con trong địa ngục, hay là một loài súc sinh, vẫn tồn tại giống như nhau. Chỉ quá trăng nhất là cơ hội phát huy không có thôi. Con người chúng ta là dễ có cơ hội để phát huy về điều đó. Cho nên giáo lý của Đức Phật rất là thực tiễn, để góp phần để cải thiện các cái mối quan hệ bốc đồng của xã hội Ấn Độ tại bây giờ. Và vì vậy Đức Phật đã để lại những cái tài sản pháp bảo vô cùng quý giá. Nhưng quá trăng nhất là những con người tham quyền cố vị, những con người ích kỷ ngã mạn, mọi thứ bằng cái tính độc tài, không thể ứng dụng được lời Phật dạy, cho nên bỏ qua thôi. Chứ sự thật bằng nói, giá trị đã để xây dựng cuộc đời cho một xã hội, một thế giới trở nên công bằng văn minh, và con người có hạnh phúc thật sự hơn. Đức Phật đã làm được những điều đó. Cho nên tôi nói rằng Đức Phật đã để lại chúng ta những cái giá trị gì ấy: đạo đức,
Cho nên học thuyết về nhân quả, học thuyết về luân hồi không phải là Đức Phật đặt ra. Đức Phật thuyết cái đó cho người Phật tử là tiêu rồi. Người Phật tử mới chịu nhân quả, có phải vậy không? Vậy người tôn giáo khác không có nhân quả hả? Có không? Ủa có hả? Ồ, sao hôm nay nói một cách mạnh dạn dữ vậy ta hả? Hay á, hay á, dám xác định được đó. Ngày xưa các vị cứ nghĩ rằng là người đạo Phật mới có nhân quả. Giống như bây giờ trong đạo Phật nói giới sát sanh, có nghĩa là mình đừng có giết hại chúng sinh, mình sẽ có vay trả nợ máu nha. Cái này chưa nói từ bi với đạo đức gì hết á. Nói vậy ta nói là tại ông Phật mày cấm, chứ ông thượng đế tao đâu có cấm à. Ông thượng đế tao sanh ra để tao ăn mà à. Như vậy thì ông Phật mình á, nói chung là cái nhìn về cái con người được tự do thoải mái nó hẹp hòi quá, phải không? Cấm Phật tử đủ điều chân, còn những người khác tự do muốn làm gì làm, sướng thấy mộ. Chúng ta không khéo chúng ta ác cảm gì Đức Phật. Chúng ta nói Đức Phật nói thương chúng sinh mà tại sao văn bẫy cho tụi con ngại nhảy vậy? Có thể không? Cái gì cũng tội 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 nè. Theo mấy đạo khác đâu có tội đâu. Chính vì vậy á, về mặt bình dân, các vị đã đưa ra những cái điều để họ hiểu lầm. Có phải là cái người mà gọi là biết vi trùng mới bị vi trùng xâm nhập không? Còn cái người không biết vi trùng muốn ăn, muốn uống, muốn ở, muốn sao, sao vi trùng không xâm nhập, có phải không? Đâu phải như vậy. Vi trùng không có chọn lựa, ai biết không biết hết á. Ai va chạm đến nó là giống nhau. Giống như lửa nó vốn nóng, nó không cần thằng đuôi, thằng thái đường gì hết trơn trọi. Tất cả thằng nào bốc vào lửa thì phỏng giống như nhau. Đức Phật đâu có đặt ra cái điều nhân quả luân hồi đâu. Đức Phật là người giác ngộ ra được quy luật đó, nó đang chi phối con người. Phải hiểu là như vậy. Anh tôn giáo gì kệ anh, anh có tin hay không kệ anh. Giống như tôi nói với cái ông nói chết là hết cũng tin vậy. Ủa đâu phải do ông tin hay không tin mà luân hồi nhân quả nó khác đâu. Tin là quyền của ông, không tin là quyền của ông. Cùng quy luật của nó là như vậy. Ông có tin cũng thế. Ông tin ông không làm cho luân hồi lớn lên, mà ông không tin ông cũng không làm cho luân hồi nhỏ lại. Nó là như thế. Nó chi phối toàn bộ con người. Nhưng mà chỉ có điều rất tội nghiệp là nếu chúng ta không nhận được cái này, chúng ta sẽ sống liều mạng, và mai này chúng ta phải trả giá tất những gì chúng ta dài. Thì cái này mình thấy tội cho một người như thế thôi, chứ không phải anh tin để tôi được gì và anh không tin tôi mất cái gì. Đạo Phật không có làm mấy cái chuyện rùi vậy. Đâu phải đi gom quần chúng để kiếm cái gì từ nơi thiên hạ mà để đi tin không tin. Trong đạo Phật không có đặt niềm quan trọng về niềm tin. Đức Phật đã nói trong nhiều kinh tạng là ai tin ta mà không hiểu ta là gì? Là phỉ báng ta. Cái câu này nó như vậy. Đức Phật đâu cần người khác tin. Đức Phật cần người khác gì? Hiểu. Cần người khác hiểu. Chứ không phải đi dù dập đi đầu độc cho những người nữa. Nói chung là kém về văn hóa, kém về tất cả mọi thứ, đầu độc cho họ cuồng tín, biến mình trở nên một cái công cụ cho cái sự mà gọi là dễ dời quyền ảo của họ. Chứ các vị phải học đạo, phải hiểu cái đó chứ. Cho nên người Phật tử chúng ta rất tự hào về mình. Phải nói là tự hào về như vậy. Tự hào là chúng ta đã học được các cái giá trị chân lý nè, hiểu được tất cả các cái giá trị đạo đức một cách là đúng bài bản nè. Còn cái việc mà gọi là được như thế nào hay làm theo lời Đức Phật dạy, kiếp này làm được kiếp sau nhiều đời nữa, chuyện đó tùy các vị. Hôm nay làm được, mai làm, mai làm được 5 năm, 10 năm làm, dai gì trả đó, quy luật sòng phẳng. Cho nên đối với Đức Phật chúng ta phải có niềm tin bằng cách đó, hay là hướng về Đức Phật bằng cách đó, và cảm thấy rằng chúng ta đảnh lễ Đức Phật là đảnh lễ là Đức Phật đã để lại cho chúng con những gia tài quý báu, những gia tài pháp bảo này. Tiền chúng ta làm được không? Được. Kiếm cơm kiếm áo đối với chúng ta dễ không? Dễ. Đất nước này còn rất là dễ nữa à. Kiếm cơm kiếm áo, kiếm tiền kiếm bạc, cái này đâu có cần Đức Phật ban, đâu có quan trọng về thần thánh ban. Mà con khổ, ai giúp con hết khổ nè à. Con rơi vào trong tà kiến mê lầm, con rơi vào trong những ganh tị thù ghét, con rơi vào trong những ghen tương đố kỵ, con rơi vào trong những tham lam ích kỷ, cái này ai dạy con? Bởi vì tất cả những cái này là nhân tố sẽ đưa con vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và đưa con vào những thân phận nghèo hèn thấp kém trong cuộc đời này. Cái này Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta cái giải quyết từ vấn đề cái gốc của nó.
Ồ, mình nhìn một người hèn kém như vậy, đừng nghĩ rằng chỉ có nó. Nếu chúng ta sống bằng cách ích kỷ, độc tài, hẹp hòi và gian tham, thử coi chúng ta có trở thành những hạng như vậy không? Cứ thử đi với quy luật của nhân quả đi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên mỗi lần chúng ta đảnh lễ Đức Phật, chúng ta phải nói rằng Đức Phật đã để lại cho chúng ta gia tài quý báu về học thuyết tuyệt vời. Đức Phật đã vẽ cho chúng ta những cái lộ trình, phân tích cho chúng ta tất cả các vấn đề, nó rất là tỏ sáng như vậy. Cho nên tôi nói rằng Đức Phật không cho chúng ta theo dạng chén cơm manh áo, mà kiểu mà chúng ta nghĩ về các vấn đề thần thánh. Nhưng Đức Phật sẽ cho chúng ta những cái giá trị thực như vậy. Và cái cao quý nhất trong cuộc đời là Đức Phật cho chúng ta thoát khỏi cả chi phối của khổ đau này. Có hiểu ý này không? Đức Phật cho chúng ta cái lộ trình thoát khỏi sự chi phối của sanh già bệnh chết này, có không? Có, đó là con đường gì? Con đường giác ngộ, mục đích để đạt đến Niết Bàn. Nhưng mà cái này phải nói là một lộ trình này thử thách con người bình thường của chúng ta. Tại sao tôi không có nói cái vấn đề này với các vị? Cái này nó phải nhu cầu của các vị. Thành ra trong vấn đề đưa ra các Phật Pháp á, thì tôi chỉ nói ở mức độ là nhu cầu của các vị đang là chính. Còn những cái này đa phần là trong những cái bài giảng dành cho Tăng Ni, hay dành những cái khóa học chuyên môn mà cho những người Phật tử có nguyện vọng này. Chứ thật sự mà nói, Đức Phật đưa từ giáo lý phương tiện để giúp chúng ta chuyển hóa tất cả những cái thói hư tật xấu, những cái phiền não thông thường, cho đến những con đường cao siêu là con đường tuyệt đối, có nghĩa là con đường giải thoát hoàn toàn, không còn sự chi phối của sanh già bệnh chết, không còn sự chi phối của cái chén cơm manh áo. Bởi vì tất cả những thứ này về mặt góc độ tuyệt đối mà nhìn, nó là giả tạm, nó là vô thường. Có phải không? Mọi thứ vô thường, bản thân vô thường không? Chén cơm manh áo vô thường không? Danh phận địa vị vô thường không? Tình yêu, tình ái trên cuộc đời này vô thường không? Tất cả mọi thứ đều vô thường đổi thay. Nhưng mà con người chúng ta sống trong cái lầm mê, cho nên là chính vô thường làm con người khổ đau. Chúng ta đến với người, chúng ta được thì chúng ta mừng, mà chúng ta mất thì chúng ta đau khổ. Tức là chúng ta sở hữu được cái gì thì chúng ta mừng, mà cái sở hữu đó nó mất dần hay là nó hư hoại, đau khổ. Chúng ta được một chiếc xe, chúng ta rất là mừng, mà lỡ mà ai cọ quẹt chiếc xe mới của chúng ta cái nó chưa hư hao nhiều nhưng mà quẹt chày thôi, đầm bầm chửi cả tiếng hổ. Tức mà chửi chứ không có gì cả, thấy không? Như vậy thì ở đây gì? Những cái nào mà chúng ta có ra đều là những cái nó vô thường hết á, nó giả tạm hết á, nhưng mà nó ràng buộc con người chúng ta. Nhưng mà tôi nói với các vị, 10 năm, 15 năm sau coi, chiếc xe đó đi ủi vào cột đèn cũng không thèm để ý nữa, có phải không? Và thậm chí lúc đó còn tự động ủi vào cột đèn để mà có bảo hiểm nữa. Có phải không? Không biết đúng không, tôi nói đại. Vậy tại sao ngày xưa chỉ chạy miếng chúng ta la trời, chúng ta trách móc, rồi bây giờ chúng ta lại tìm cách phá hoại nó? Như vậy thì ở đây con người chúng ta thấy rằng các sở hữu nó không có cái gì là mãi mãi với chúng ta. Nó vậy đó. Cho nên con người chúng ta khi thương, khi ghét, khi yêu, khi vui, khi buồn, cái này cái kia là, đó là tâm trạng của con người, mà chúng ta hay gọi từ là thất tình lục dục á. Các vị về nghe lại cái bài tôi giảng tại Mỹ, đó là cái bài thất tình lục dục. Tôi phân tích cái này để các vị hiểu. Con người chúng ta sống bằng cái đó, thầy tu cũng sống bằng cái đó. Có ai thoát khỏi những cái đó để tồn tại trên cuộc đời đâu. Nhưng mà khi chúng ta tu hành, cái nhu cầu về thất tình lục dục phải có sự chọn lựa phù hợp. Chứ còn cơ bản nhất, mắt phải thấy, tai phải nghe, mũi phải ngửi chứ. Ví dụ ở trong phòng này mà xịt nước qua, dù tôi không thích thì tôi cũng phải sao? Tôi cũng ngửi chứ, tôi không lẽ tôi làm gì được. Thì tôi có mũi, tôi muốn sống rồi phải thở thôi chứ sao. Thì ở đây mùi gì mà trong phòng này như vậy, tôi dù không thích tôi cũng vậy thôi. Như vậy sống trong cuộc đời này, có người ăn để tồn tại thì thầy tu ăn không? Sống thầy tu không ăn. Nói ăn giáo pháp không để sống à? Nói thật sự mà nói, có phải lên tụng kinh không để sống không? Không có đâu, cũng phải ăn như người ta chứ. Nhưng chỉ có điều là nhu cầu có sự chọn lựa. Nhu cầu có sự chọn lựa. Ăn, nhìn, nghe, nói, tất cả đó là nhu cầu của con người. Buồn, vui, giận, ghét, đó là bản tính của con người. Thầy tu cũng là người thì có cái đó không?
À, thì có không đó, có hay không đi thử mấy ông thầy tu biết liền. À, tôi nói là như vậy. Nhưng chỉ có điều khi chúng ta có sự tu học rồi, chúng ta biết kiềm chế hay là chọn lựa trong những nhu cầu của con người đang là, chứ không phải là không có. Các vị nên nhớ là như vậy, phân tích như vậy. Cho nên là khi mà chúng ta chuyển hóa tất cả những vấn đề theo tập khí thói quen là một vấn đề. Cho nên trở Phật hay là đi trên con đường giác ngộ để trở nên con người bất tử hay là đạt được mục đích niết bàn, đó là những cái mỹ từ rất là cao siêu trong Phật giáo, nhưng mà rất khó, là một thử thách đường cuối cùng trên lộ trình giác ngộ của mỗi con người chúng ta. Phải nói là như vậy, cả những thầy tu cũng trầy lên trọc xuống, à, cũng vất vả gian nan, cũng phải, đâu phải là ai tu để đạt đến đó đâu. 100 người tu một người đạt được mục đích đó là quá rồi đó. Tôi nói thật với các vị như vậy, đừng có nói là tôi nói như vậy là xem thường người tu không có. Chính vì tôi đầy tu tôi mới hiểu điều đó. Để đạt được một điều đó, 100 người mà đạt được điều đó, được một người là nó quá hy hữu đó. Còn đa phần trên lộ trình này trồi lên sụt xuống, chứ đâu phải bình thường đâu. Để vượt qua những phàm tính của người để trở thành thánh là một vấn đề không dễ. Mặc dù việc đó nó nằm trong cái khả năng của mỗi con người chúng ta, mỗi người chúng ta đều có, nhưng mà ai đủ bản lĩnh và can đảm để thật sự làm về điều đó không dễ đâu. Giống như Đức Phật thành Phật thì ngưỡng mộ không? Hả? Ai cũng ngưỡng mộ, chứ nghe nói đến Đức Phật thì ai cũng mê, có phải không? Ai cũng mê, cũng kính trọng, cũng nghe nhắc đến Đức Phật, ai cũng nở lỗ mũi giùm ngài thế đấy. Đức Phật đâu cần chúng ta làm điều đó đâu. Nhưng mà ai làm được giống Đức Phật ấy? Làm được không? Không làm, khoái thôi. Khoái nghe Đức Phật vậy, khoái đã tai luôn, vậy thôi. Nhưng mà kêu làm, không, sao làm nổi? Nói chung là mỗi người chúng ta ứng dụng được một chút nào đó theo lộ trình của Đức Phật. Đừng chủ quan. Tôi nói như vậy không phải để các vị chùn bước. Nói như vậy để biết rằng là Phật đạo rất cao xa. Phật đạo rất cao xa. Cho nên á, những người mà mới tu á, cứ thấy rằng thành Phật mọi thứ nó nằm trong tầm tay nè, gần lắm, với cái tới liền. Nhưng mà sao tu hoài nó không tới? Thậm chí có những người càng tu càng xa, nó nổi máu ghiếc rồi nó xa chứ không có gì đến rồi. Có thấy không? Có những người ít tu ít nói, tu nhiều nói nhiều, chỉ vả nhiều, làm dáng nhiều. Như vậy đó, rồi làm sao mà đến với Phật đạo, làm sao mà gần với con đường của Phật pháp được? Cho nên trong cái bài giảng này, tôi chỉ chia sẻ với các vị một cách gói gọn thôi. Trong cái ý là Đức Phật đã ban tặng được gì cho chúng ta, để cho các vị nhìn nhận lại rằng là Đức Phật chúng ta không phải một vị thần ban theo cái kiểu mà thần thoại, cũng không ban cái nghĩa là tưởng tượng, mà Đức Phật đã để lại cái giá trị pháp bảo về chúng ta mỗi người tự ứng dụng để tự chuyển hóa chính mình. Ăn tới đâu no tới đó, đó là điều mà gọi là thiết thực trong Phật pháp chúng ta. Để cái người học Phật của chúng ta được nâng cấp từ cái nền tảng tín ngưỡng, tức là chúng ta bước đến với Phật đạo bằng tín ngưỡng trước, chứ là chúng ta tin rằng quyền năng của Đức Phật độ chúng ta như thế như thế. Rồi từ cái ngõ đó chúng ta mới đến dần với triết lý của Phật giáo. Rồi từ triết lý đó chúng ta mới đến dần với sự ứng dụng tu tập theo con đường của Phật pháp. Đây là cả một quá trình, dường như nó là một cái quy luật rồi. Quy luật rồi. Ít ai đến với đạo Phật bằng một sự giác ngộ cuối cùng lắm. Hay nói là có nhưng mà ít. Vậy tôi chỉ muốn rằng người Phật tử chúng ta học đạo đúng với chân lý, rồi tùy nghi để ứng dụng, và làm sao duy trì được các giá trị truyền thống này trong cộng đồng của chúng ta. Nhất là đối với những người người ta không có duyên với Phật pháp, nên khởi lòng từ bi. Đừng đố kỵ mà biết rằng họ là nạn nhân của một cái gì đã sai sai. Tùy nghi để giúp cho họ chuyển hóa. Nhưng mà một người bị đầu độc rồi, một người bị tà kiến rồi, muốn thay đổi rất khó. Nhưng nếu chúng ta đủ duyên thì có lúc chúng ta sẽ giúp người thay đổi chuyển hóa. Bởi vì bản thân tôi nè, tôi đã giúp những người không cùng đạo Phật, những người tôn giáo khác trở về quy y, thật sự số lượng phải nói là rất là khủng, nhiều vô cùng. Và chính vì chỗ đó tôi nói rằng bất cứ một ai cũng có lý do để giác ngộ. Điều quan trọng nhất là hãy kiên nhẫn, bằng lòng bao dung độ lượng để đến với chúng sinh.
Chúng ta nên nhớ rằng trên cuộc đời này không thể thay đổi cuộc đời bằng cầu nguyện, không thể đạt được đến mục đích cuối cùng của cuộc đời bằng cầu nguyện. Nên nhớ là như vậy. Cầu nguyện chỉ là một cái bánh giả rất lớn của tôn giáo mà họ đã xài từ cái thời kỳ cổ đại cho đến bây giờ. Và các giá trị tín ngưỡng dân gian nó cũng tồn tại trong cái điều đó. Thì ở đây người Phật tử học được đạo rồi, tức là biết nhân quả, biết nguyên tắc của tất cả mọi thứ, hạnh phúc khổ vui, thì chúng ta làm sao ứng dụng để đem lại lợi lạc cho chúng ta và những người thân hôm nay và ngày mai. Chúc các vị luôn tinh tấn tu hành để được an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Tôi dừng bài nói chuyện lại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúc các vị an lạc. Mời các vị khởi thân hồi hướng.